Rồi em lên cho anh con tin 026 nha anh. Tem nó cũng bị phai màu ha. Tem thông số nó mấy nha, nhưng mà con này là con 026 ha. Đời có sáp nha. Đời này là đời whip nhất của tin 026 ha. Đây. Tay cầm còn trắng tinh nè. Bình xăng của nó là bình xăng trong luôn anh em. Ở cái ốp la giật của nó có một cái bên trắng này là màu cam nè, khác với con 026 khác tí vậy đó ha. Bô nè, đen xì lì luôn thấy không? Có chóc về đây và điểm ha. Con này thuộc dạng siêu đẹp à. Làm sơn zin thu máy ha. Con này quá đẹp nha anh em. Quá đẹp. Đời này là có sự ấm tay cầm ha. Công tắc nè. Thích nói em nói có sáp giật rất là nhẹ anh. Quá đẳng cấp ha.